Ngày 5 tháng 4 năm 2021, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân lạc và các đồng chí trong Ban chỉ đạo công tác bầu cử huyện đã kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Phú Cường và xã Phú Vinh. Theo báo cáo của hai địa phương, đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được ban chỉ đạo bầu cử hai xã triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy các xã đã ban hành kế hoạch về thực hiện chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, thành lập ban chỉ đạo công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo. Chỉ đạo ủy ban nhân dân xã thành lập ủy ban bầu cử và các tiểu ban. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn thành bước hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026, thành lập các đơn vị bầu cử, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền theo hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức các cuộc nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với xã Phú Vinh có tổng số 7 ban bầu cử tương ứng với 7 đơn vị bầu cử, 8 tổ bầu cử. Số đại biểu hội đồng nhân dân xã được bầu là 21 đại biểu với 38 người được giới thiệu ứng cử sau hiệp thương xã Phú Cường có tổng số 7 ban bầu cử tương ứng với 7 đơn vị bầu cử, 13 tổ bầu cử. Số đại biểu hội đồng nhân dân xã được bầu là 24 đại biểu với 45 người được giới thiệu ứng cử sau hiệp thương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao kết quả bước đầu triển khai thực hiện công tác bầu cử của hai xã Vũ Vinh và xã Phú Cường. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, ban chỉ đạo bầu cử các địa phương tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư nắm bắt ý kiến kiến nghị của nhân dân đặc biệt là cần tập trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cổ động dưới nhiều hình thức ra soát chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất đặc biệt là tại các điểm khu vực bỏ phiếu bảo đảm an ninh trật tự bên cạnh đó cần nắm bắt giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở cơ sở chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.